Xin chào các bạn, thì trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái mạch lọc không dải dùng nhiều vòng hồi tiếp trải qua nhiều khâu hồi tiếp. Và chúng ta sẽ trải qua 3 nội dung chính sau đây. Nội dung nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ sơ đồ nguyên lý. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu cái công thức tính cái mạch lọc không dải dùng nhiều vòng hồi tiếp này. Và nội dung thứ ba, chúng ta sẽ thiết lập các giá trị và chúng ta xem điện áp đầu vào, điện áp đầu ra của nó. Và chúng ta sẽ vào trong mạch luôn nhé. À, cùng nhau làm luôn. Ok, ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái mạch nguyên lý cái sơ đồ mạch lọc thông dải rồi. Thì chúng ta sẽ nhận thấy lấy linh kiện thì bắt hàng vào B đây. Và lấy linh kiện lấy OB 07 C. Đấy, thì nó sẽ ra con cái đại chủ hóa này. Linh kiện thứ hai chính là tụ. Đấy. Và tôi xin phép là được nói ngắn gọn phần này, bởi vì phần này nó ít liên quan nhiều đến nội dung của chúng ta. Nội dung chúng ta là chúng ta chỉ khảo sát sơ đồ nguyên lý của nó thôi, đúng không? Thì trong mạch này chúng ta sẽ quan sát thấy là có C, có R. R được nối với đầu dương của con khuếch đại tổ toán, đầu vào dương con khuếch đại toán và nối với đầu ra. Tụ được nối với đầu dương của đầu vào không đảo của con khuếch đại toán. Như thế nó là mạch vi phân hay mạch tích phân nhỉ? Chúng ta cần tìm hiểu lại xem nào, cùng nhớ lại xem nó là mạch vi phân hay mạch tích phân nào. Và đáp án của nó chính là cái mạch tích phân, đúng không? Với xin lỗi tôi nhầm, nó là cái mạch vi phân, nó là cái mạch vi phân. Và trong đó thì R sẽ được nối với UA và nối với C. Đây, R nối với UA và nối với C. Ok, và chúng ta sẽ vẽ tiếp nào. Nối C2, chúng ta sẽ nối tiếp với đầu ra của nó. Một chân chúng ta sẽ nối với đầu ra, một chân chúng ta sẽ nối với điện trở R2. Các bạn đã biết cách lấy oscillo này chưa nhỉ? Các bạn sẽ nhấp vào đây này. Đấy, các bạn chọn oscillo này, kéo ra này. Đấy. Đầu ra D các bạn sẽ nối với đầu ra. Một đầu còn lại bạn sẽ nối với đầu vào. Được chưa? Và chúng ta sẽ lấy xung cho nó. Lấy xung cho nó. Xung ở đây chúng ta sẽ lấy xung sin. Ok. Chúng ta thiết lập, chúng ta nhấp phải chuột. Nhấp vào edit. Chọn ở đây là 12 ohm. Tần số chúng ta sẽ chọn là 400 cho nó đẹp nhá. Và chúng ta quan sát thấy này, quan sát thấy R1, R2, C1, C2 và R3. Chân số 2 của đầu vào không đảo con OB07 này được nối với đất. Và ta giả sử một điều, đó là cho các thông số của bộ lọc thông dải có nhiều khâu hồi tiếp với là C1 lớn hơn C2 thì kết quả như thế nào? Kết quả sẽ được như sau. Với điều kiện là C1 lớn hơn C2 thì tần số trung tâm của bộ lọc được tính như sau. F0 là tần số trung tâm ấy, sẽ được tính là bằng 1 R trên cho 2 nhân cho R1, R2 trên cho R1 cộng R2 nhân R3 nhân cho C1 và C2. R1 và R2 đâu? C3 và C1 cùng C2 đâu? R1, R2 này. C1, C2. Nó sẽ bằng 1 trên cho 2 nhân cho căn của
tích của R1 nhân R2 chia cho tổng của R1 nhân R2 nhân cho R3 nhân C1 và C2. R3, C1, C2. Đấy. Có đầy đủ hết tất cả các thành phần ở tần số trung tâm này, có đầy đủ hết tất cả các thành phần, không thiếu thành phần nào hết. Đấy. Trong đó R1, R2 là lấy tích chia cho tổng. Đấy. Tiếp theo là hệ số phẩm chất của nó. Hệ số phẩm chất của cái mạch là bộ lọc này. Hệ số phẩm chất của nó sẽ bằng pi nhân cho F0, tức là bằng tích của tần số trung tâm nhân cho pi nhân cho R3 nhân cho C1 và C2, nhân cho căn của C1 và C2. Trong công thức này chỉ có xuất hiện C1, C2, đúng không? Căn của C1, C2 đấy, nhân cho R3, nhân cho R3, đây, nhân cho R3, C1, C2, R3, nhân cho pi nhân cho F0. Đó là hệ số phẩm chất của bộ lọc này. Tiếp theo là giải thông của mạch lọc. Giải thông của mạch lọc bằng delta FB bằng F0 chia cho Q, tức là bằng tần số trung tâm chia cho hệ số phẩm chất. Và ở đây lưu ý một điều là có rất nhiều các thuật ngữ khác nhau để chỉ tần số trung tâm, hệ số phẩm chất và giải thông của mạch lọc. Thì các bạn vui lòng các bạn xem lại cái bài trước, cái bài mà lý thuyết về cái bộ lọc thông giải mà dùng ghép hai tầng lọc ở trên kênh của tôi. Các bạn xem lại cái video này. Nhắc lại nhé, các bạn xem lại video mạch lọc thông giải dùng ghép hai tầng lọc. Đấy. Để xem lại để chúng ta biết được cái số phẩm chất là gì, giải thông của mạch lọc là gì, tần số trung tâm nó như thế nào, đặc tuyến của nó, đặc tuyến lý tưởng và đặc tuyến thực tế của bộ lọc thông giải nó như thế nào. Chúng ta xem lại để chúng ta biết được. Ở đây chúng ta sẽ thiếu một thành phần nhé, đó là chúng ta phải nối vôn với nó. Đúng không? Ở trên thì chúng ta sẽ đấy, ở trên thì chúng ta sẽ nối với âm và ở dưới thì chúng ta sẽ nối với dương. Và bây giờ dựa trên những cái công thức này, đấy, chúng ta có thể cho là cho ví dụ chúng ta sẽ cho C vì là C1 lớn hơn C2 cho nên là chúng ta cho C1 là bằng bằng 20 nanofarad nhé. Chúng ta cho C1 20 nanofarad. Chúng ta sẽ cho C2 là 12 nanofarad. Đấy. Và từ công thức này chúng ta sẽ tính được chúng ta sẽ tính được R3, R1 và R2. Ví dụ tôi sẽ cho R3 là 10k đi. Để như thế. R1 là R2 là cho 10k luôn đi. R2 và R3 là bằng 10k, như vậy chúng ta sẽ tính được R1 là bằng 8k. Nó chỉnh sửa lại R1 là bằng 8k. Tại đây thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại. Và chỉnh sửa lại đây là tần số nó là 400 nhá. Cho nó là 400 đi. Thì chúng ta sẽ chạy mạch. Chúng ta nhấp phải chuột, chọn là digital oscillo. Đây là cái mạch oscillo của nó. Ở đây chúng ta chọn nhé, đây là giá trị này là 0,5 này. Giá trị bên trong là chọn 2 này. Nhìn chó chuột này, chọn 0,5 này. Này cũng chọn 2 này, 0,5 này. Đấy. Thì giá trị đầu vào và giá trị đầu ra nó như sau. Điện áp D, điện áp A. Điện áp đầu vào và điện áp đầu ra nó sẽ như thế. Vậy chúng ta sẽ và chúng ta lưu ý điều này để xác định tần số cắt của mạch lọc ấy.
Người ta thường dựa vào giá trị hệ số phẩm thức quy để tính gần đúng. Ví dụ như là trong trường hợp mà quy lớn hơn bằng 2, người ta thường dựa vào hệ số phẩm thức quy. Đấy, để tính. Ví dụ như là quy lớn hơn hoặc là bằng 2. Thế tại giá trị này, quy lớn hơn bằng 2 thì FC1, tức là tần số cắt của cái C1 đấy, nó sẽ bằng F0, tức là tần số trung tâm trừ cho giải thông chia cho 2. FC2 sẽ bằng F0 cộng cho giải thông và chia cho 2. Trong trường hợp mà quy hệ số phẩm chất nó bé hơn 2 thì trong trường hợp này bạn sẽ tự tính nhé. Bạn sẽ tính ra được là FC1 nó sẽ bé hơn là bằng F0 nhân cho căn của 1 cộng cho 1 trên cho 2 quy bình phương trừ cho delta B chia cho 2. Còn FC2 nó sẽ bằng F0 nhân cho 1 cộng cho 1 trên cho 2 quy bình phương cộng cho delta B chia cho 2. Như vậy thì mạch lọc thông giải, mạch lọc thông giải đúng không? Nó sẽ cho phép các tín hiệu trong nghiền tần số FC1 và FC2 đi qua. FC1 và FC2 đi qua. Và nó chặn tất cả các tín hiệu ngoài nghiền tần số trên, đúng không? Ngoài nghiền tần số FC1 cho đến FC2 thì nó sẽ chặn đi. Và chúng ta sẽ được cái mạch như sau. Chúng ta sẽ được cái đồ thị như sau. Điều chỉnh bên 2 nhé. Đấy. Và chúng ta sẽ kết thúc cái bài học về cái mạch lọc thông giải trùng nhiều vòng hồi tiếp tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài học tiếp theo.